Cái anh mà quay xuống luôn mà. Đến với kênh Lên Tài TV nha. Ngày mới chúc cả nhà được sức khỏe, được may mắn và nhiều niềm vui. Bữa giờ sóng gió không ra biển được nên hôm nay tranh thủ đi câu cái gì nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là 6:25 rồi, nước đang lên xuống đẹp lắm, tranh thủ rồi. Ngày mời cả nhà đi câu cái gì ông ta nha. Bắt đầu. Rồi bây giờ cũng đã đến trong câu rồi nha cả nhà. Từ nhà chạy ra đây 10 phút rồi cả nhà. Giờ mình bơi vô ở trong tại vì ở ngoài đây nước chảy lắm. Vô trong xem sao nha cả nhà. Mong rằng hôm nay các anh mình mạnh là có clip hay cả nhà cùng thưởng thức nha. Hôm nay nước nó hơi xuống hơi mạnh mạnh cả nhà. Mình câu bắt quái ở dưới chì, cục chì nặng hơn chút nha. Mình câu cái gì ở đây chủ yếu là mình câu rong thôi cả nhà ơi. Rồi, để mình bỏ cần xuống thử nha. Nước chảy như thế nào, nước nó chảy nữa thì mình sẽ vô trong. Tới đây kìa. Không ăn luôn ta, bỏ đi ta. Trời ơi, nhiều nhẽ mà bỏ đi hết. Để mình dụ thử. Cái nâu không ăn cả nhà. Khôn quá. Ở đây mình câu cái gì nữa nha. Xuồng mình nó không có dây cột qua cả nhà, nó quay qua rồi nó quay lại, quay từ lưu vừa, nhưng mà không sao, mình canh được. Hiện tại là nước đang xuống nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ở ngoài sâu thì nước xuống mạnh. Đây mình câu gần gần ở trong, nước đây tầm 7 mét nha cả nhà, 7-8 mét á. Cái nâu nó bơ nhiều lắm cả nhà, mà câu nó không ăn. Đây nha cả nhà. Còn ăn giả hồi dụng kính cả nhà.
giữa 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 không kéo lại nha, cái này kéo lại nha. Cho anh mà quay xuồng luôn mà. Rồi, lên ha. Quá đẹp. Bóng trần nha cả nhà. Bóng ngói nha cả nhà. Rồi, cho anh quay xuồng bao chỗ động đây. Một em đầu tiên, một em vô rộng đấy cưng, tụt xuống còn lại nha cả nhà. Bông rèn nó còn đó nha. Anh đi mấy cân. Càng nữa nha cả nhà. Cưng quá đẹp. Y ba view đẹp cho các con thổ. Vô đây cưng. Tiếp tục móc râm cả nhà ơi. Cái nào dư mình bỏ ra bớt ra cả nhà, để nó ăn mình được không dính á. Tình lửa lại ha. Rồi, vậy là ok rồi. Tiếp tục xuống cầu. Cứ một chỗ mình câu tầm 15 phút mà nó không ăn nữa là mình đi cả nhà. Mình tại vì mình câu rong mà mình không có phải câu cơm, câu cơm thì mình ngồi lâu lâu một chút, câu rong cứ không có là mình đi liền à, có là ăn liền nha cả nhà. Rồi giờ đi đường khác thử ơi. Đây giật lên nó nhát chạy hết rồi, mình cho trong một chút nữa không có không ăn thì anh đi. Vô đây mình câu nhỏ cả nhà, bấy luôn nha. Cái ăn nha cả nhà, cái ăn nha. Quá tới điểm này nó bỏ con ăn lên nè. Cái ăn khôn lắm cả nhà, không dính luôn mà. Có dấu ở được cả nhà, cứ mình tới điểm chút chút mà có là nó ăn liền cả nhà. Ăn lại đi mấy cân. Thào quá, ăn dễ mà không dính cả nhà. Dở quá. Wow, ăn đẹp cơ. Thảo quá, cái nâu dễ mà. Câu không ăn. Dễ sợ.
Anh đi mấy cân, anh đi mấy cân chuột già già mập ở cái nhà. Trời, cái nhà này đẹp rồi. Vô đây cân tiếp tục. Anh lại hả cưng? Anh lại hả cưng? Tiếp tục lên hàng cái nha. Ba em. Quá đẹp. Quá sướng. Cái em không dính cả nhà ơi. Dở dưới ta. Ké em ngay cả nhà. Lo nào cả nhà, lo nào. Wow, em khôn lắm cả nhà. Quá đẹp. Nằm ngó nha cả nhà. Quá đẹp cả nhà ơi. Nước ở trong đây nó lên mạnh lắm cả nhà. Lên nó chảy sát ở trong sọ kén không ăn. Giờ mình đi điểm khác thử nha. Đi điểm nào sáng sáng á. Chỗ đây hơi tối à. Hiện tại bây giờ là 12:20 rồi cả nhà. 4 con cái gì rồi. Tầm 1 ký rồi. Giờ mình đi kiếm điểm tiếp nha. Cái giò nó ăn sao nhát lắm cả nhà. Cái giò xuống đấy nó ăn nữa mà. Ăn gì nhẹ gớm mà. Ké bờ đàn đàn. Câu không ăn. Chụp cái giò đó cả nhà ơi. Vô đây cưng. Tiếp tục di chuyển nha cả nhà. Trời, cái nâu bao lú khổ. Xuống cần em ơi. Rồi, mới vụ câu được con cá nâu cả nhà. Thảo quá đẻ. Hơi tối cả nhà. Nha. Mới vụ câu được em cá nâu. Quá đẹp. Rồi, giờ vụ tiếp. Đi cả đàn rồi cả nhà, còn nó ăn nhát lắm. Vô đây cưng. Nó ăn miếng rồi nó đi cả nhà, nó không ăn nhiều nè.
Tao nó húp miếng nhẹ rồi đi à. Cái nâu khôn. Tao dù nó tới lại giật. Đó 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 nó đi ngang về cái nhà. Chỗ này hai ba con mình giật luôn. Chờ chút nha cả nhà. Chờ chút nó cũng quay lại à. Anh em mấy cân. Thôi qua bỏ đi cả nhà. Cái gì vậy người ta? Cái gì đi nói cái nha. Bỏ xuống lại, bỏ xuống lại. Đó, thảo qua một đàn luôn này cái nha. Anh đi cưng, anh đi cưng. Anh đi cưng. Thảo qua ta lắm rồi. Trời ơi. Ô. Ô. Ô, đẻ hết đi hả. Wow. Ôi da. Ôi da. Đào con cái nâu kia nha. Dễ mang cái nâu luôn. Quá đẻ. Chú. Lâu lâu canh mấy bé tới ăn nhẹ cái là mình giật liền nha. Khôn lắm kia nha. Quá đẹp. Bấy luôn cả nhà, bấy luôn. Chù, chà, dính hầu luôn này cả nhà. Thôi là mình câu nhồi, mình câu cước là bất rồi. Tại chỗ đây nước hơi sâu rồi cả nhà. Họ, quá đẹp. Chù, về dính hầu nè. Thôi là nó ra luôn á. Không định vô đây em ơi. Lắm nha cả nhà. Cần nha cả nhà. Nước lúc này nó đứng cái ké này cả nhà, giờ bây giờ nó chảy nè, nhà xem nè, chảy công cước nó xiên ra ngoài luôn, rồi ké nó nhát ăn rồi, ra ngoài rồi ké nó ít ăn lắm, nhanh đến giờ mấy cưng ơi, rồi hiện tại bây giờ là 3:10, mình cũng chuẩn bị về rồi cả nhà, về rồi còn nghỉ ngơi rồi tối mình còn đi làm nữa nha. Bây giờ nước nó hơi chảy xíu xíu một chút này. Với lại cá nó ăn hơi thưa. Rồi, về thôi cả nhà ơi. Một ngày vất vả nha cả nhà. Rồi, và đây cũng là thành quả ngày hôm nay. Câu tới 3 giờ. Ok. Đồ ăn cá nâu đây to cả nhà, hơn 5 ngón luôn. Quá đẹp luôn. Rồi hai em cá nâu nha. Chị này mua cái gì à? Câu giải trí được mấy cái già nữa.
chung là khá ngon cả nhà. Cả nhà thương Tài cho Tài xin một like, một đăng ký để Tài có động lực để nhiều clip nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, tạm biệt cả nhà.